Giáng sinh đã qua được vài ngày, nhưng dư vị của những trận đấu ngày hôm đó dường như vẫn còn sôi động lắm. Trong 5 trận Christmas Game ngày hôm đó, cuộc đụng độ giữa Phoenix Suns và Denver Nuggets được đặt ở khung giờ xấu nhất. Trận đấu được xếp ở cuối ngày và phải đến 2 giờ sáng hôm sau mới kết thúc. Không nhiều người lựa chọn xem đến cuối vì 4 trận trước đó cũng rất hấp dẫn. Nhưng nếu ai đó bỏ lỡ cuộc đối đầu này, hẳn đã rất tiếc nuối khi đọc kết quả vào sáng mai. Người ta đã bàn tán rất nhiều về cơn địa chấn của tối hôm đó, nhưng không phải về độ kịch tính đến mức tuyết cũng phải tan dù Suns và Nuggets đã kéo nhau vào hiệp phụ và hai đội cũng có khá nhiều duyên nợ. Cơn địa chấn hôm đó tập trung vào đúng một người, đó là Nikola Jokic. Gã quái vật đã có một đêm thi đấu bùng nổ bởi bảng chỉ số thường chỉ có trong NBA 2K. 41 điểm, 15 rebound, 15 kiến tạo. Những con số này trước đó chỉ có Oscar Robertson và James Harden thực hiện được. Và Jokic là người thứ 3 trong lịch sử làm được điều này. Trong khi hai người đầu tiên làm được đều thi đấu ở vị trí hậu vệ, thì The Joker lại là trung phong duy nhất. Điều này lại khiến những cuộc tranh luận nổ ra, không nên gọi là sự công nhận thì đúng hơn. Dân cư mạng dần cảm thấy viễn cảnh lần thứ 3 liên tiếp nâng cao danh hiệu MVP đã gần kề. Viễn cảnh anh trở thành trung phong xuất sắc nhất NBA đã gần kề. Trong lịch sử NBA hẳn phải kiệt xuất lắm mới có thể hai lần liên tiếp được sướng tên trong cuộc đua danh hiệu MVP. Một số gương mặt có thể kể đến như Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James, Stephen Curry, khỏi nói cũng biết sự nghiệp của những cầu thủ này thành công ra sao. Tuy nhiên, nếu trong lịch sử chỉ có 13 MVP 2 năm liền, tính cả Jokic, thì số người trở thành MVP 3 năm liên tiếp chỉ có 3, bao gồm Larry Bird, Will Chamberlain và Bill Russell. Kể từ thế kỷ 21, người ta kháo nhau rằng có một luật bất thành văn là sẽ không xuất hiện thêm cái tên nào giành 3 MVP liên tiếp nữa. Thế nhưng nhiều dự đoán cho rằng Nikola Jokic sẽ trở thành cầu thủ thứ tư làm được điều này. Nhất là khi người ta chứng kiến một Jokic ngày một trưởng thành sau danh hiệu MVP đầu tiên ở mùa giải 2020-2021. Mùa mà Nikola Jokic lần đầu tiên trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải đã là cách đây 2 năm. Mùa giải ấy, Jokic là một trong 5 cầu thủ hiếm hoi ra sân trọn vẹn 72 trận. Trung bình cầu thủ này thi đấu 34,6 phút mỗi trận, cao nhất trong cả sự nghiệp. Anh không chỉ thi đấu lâu hơn mà còn phải gánh vác trọng trách lớn hơn. Michael Porter Jr. có giai đoạn 10 trận liên tiếp vắng mặt vì phải đi cách ly hồi tháng 1. Đến tháng 4, hậu vệ Jamal Murray bị đứt dây chằng chéo và phải nghỉ hết mùa giải. Will Barton vắng mặt trong suốt 13 trận đấu cuối mùa giải và cho tới tận thời điểm vòng playoff diễn ra vẫn chưa trở lại. Nhưng rồi vị trí hạt giống số 3 miền Tây thuộc về Denver Nuggets sau khi họ thắng 13 trên 18 trận đấu cuối cùng của mùa giải chính. Nó dường như là nỗ lực không biết mệt mỏi của đầu tàu Nikola Jokic. Tất cả đều nhận thấy trung phong người Serbia tiếp cận mùa giải theo cách khác biệt ra sao. Anh tiến bộ về mọi khía cạnh trước khi bước vào mùa MVP lịch sử. Anh đạt triple double ở chỉ số trung bình ngay trong 10 trận đấu đầu tiên. Anh có 5 trận đấu ghi ít nhất 40 điểm ở mùa giải năm đó, nhiều hơn tất cả những mùa giải trước đó cộng lại. Jokic ghi trung bình 26,4 điểm và 8,3 kiến tạo mỗi trận, những con số cao nhất trong sự nghiệp. Đối chơi độc lạ Serbia của anh được nâng lên một tầm cao mới hút hồn người hâm mộ Mile High City và khắp thế giới nữa. Năm đó nếu không phải vì chấn thương của các kép phụ, Nuggets rất có thể đã tiến xa hơn. Danh hiệu MVP đã mở đường cho Nikola Jokic làm được nhiều cái đầu tiên. Anh là cầu thủ Serbia đầu tiên, cầu thủ Denver Nuggets đầu tiên, trung phong đầu tiên kể từ Shaquille O'Neal, cầu thủ có lượt pick thấp nhất làm được điều này và còn rất nhiều điều không tưởng đã được Nikola Jokic thực hiện. Tua nhanh đến mùa 2021-2022, Nuggets vẫn gặp phải những bất lợi tương tự. Jamal Murray và Michael Porter Jr. dắt díu nhau vô nhà thường. Jokic lại đơn độc khi thiếu đi hai đầu súng cung cấp trung bình đến 40 điểm mỗi trận. Mất mát này đối với bất kỳ đội bóng nào cũng là rất nghiêm trọng, nhưng áp lực sẽ tạo nên kim cương và đương kim MVP không lấy đó làm lý do để nản lòng. Siêu sao của Nuggets bước vào mùa giải MVP thứ hai liên tiếp với những điều kiện thậm chí còn đặc biệt hơn mùa trước. Anh nâng cao số lần bắt bóng bật bảng, số điểm ghi được, số lần cướp bóng và cả số lần block nữa. Bằng một cách nào đó, Jokic còn nâng cấp cả bộ kỹ năng chơi bóng của mình, đưa anh lên một tầm cao mới, đặc biệt là mặt trận tấn công. Jokic tìm mọi cách để có thể đưa bóng vào rổ. Nếu không có hậu vệ mớm bóng cho, Jokic sẽ tự mình đánh pick and roll. Nếu không có tay ném nào cao 6 feet 10 ngoài vạch 3 điểm để kéo giãn đội hình, gã béo Serbia sẽ dùng sức mạnh của mình để xuyên phá hàng phòng thủ. Nếu đồng đội không thể tự làm tự ăn, The Joker sẽ bày sẵn mâm cỗ cho họ bằng những đường kiến tạo sắc lẹm. Mùa giải năm ngoái đơn giản là Jokic một mình chống lại cả thế giới. Nhưng ngôi sao người Serbia không hề phàn nàn, cũng chẳng hối thúc Murray và Porter nhanh chóng quay lại. Anh một mình xuyên phá tầng tầng lớp lớp những bức tường phòng thủ mà các đội dựng sẵn cho mình. Đó là chế độ mà chỉ dành riêng với các siêu sao. Với ngôi sao chỉ đường Jokic,
con thuyền nước Việt đã thoát khỏi vũng lầy mùa 2021-2022. Họ có được một suất đánh playoff mà không cần vượt qua vòng play-in. Trong trận đấu mà Nuggets cầm chắc tấm vé playoff, Jokic trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử NBA ghi được 2.000 điểm, bắt 1.000 quả bóng bật bảng và tung ra 500 đường kiến tạo. Những con số này một lần nữa nhắc nhở NBA hãy nhìn Jokic bằng con mắt khác. Không một trung phong nào thời điểm hiện tại có khả năng chuyển tốt như Jokic, cũng chẳng hậu vệ nào đủ thể hình để bắt rebound và chinh chiến ở khu hình thang như Jokic. Càng không ai tại NBA có thể chạm tay đến gói kỹ năng tấn công của Jokic. Cuối mùa giải, Nikola Jokic vượt qua hai đối thủ nặng ký khác là trung phong Joel Embiid của Philadelphia 76ers cùng big man Giannis Antetokounmpo của Milwaukee Bucks về nhất trong cuộc đua MVP. Đó là một cuộc đua căng thẳng và ai trong số 3 người cũng xứng đáng, nhưng Jokic khác biệt ở chỗ, anh quá toàn diện. Mùa giải 2022-2023 của siêu sao Nuggets cũng đang rất trơn tru. Đội bóng vùng Colorado chào đón sự trở lại của Murray và Porter, nhưng kim chỉ nam của họ vẫn chỉ là Jokic. Niềm hy vọng của Nuggets cứ ra sân là sẽ khiến các mặt báo nổ tung khi anh hiện đang ngang bằng thành tích của Luka Doncic của Maverick về số triple double mùa này, dù thi đấu ít hơn. The Docker cũng đang rất gần với thành tích trở thành người thứ 3 có chỉ số trung bình là một triple double trong một mùa. Lúc này ngôi sao đất mỏ đang có trung bình 25,7 điểm, 10,8 rebound cùng 9,4 kiến tạo. Một điều khá tích cực trong mùa này đó là sự hiện diện của Murray và Porter giúp Jokic không cần quá lăn xả mọi mặt trận. Dễ nhận thấy dù số điểm trung bình có sụt giảm đôi chút, hiệu suất ném ba cũng ít đi vài phần, nhưng hiệu suất ghi điểm của Jokic ở cận rổ lại tăng đáng kể, đạt mốc 62,2%. Đó là chưa kể những tình huống anh ghi điểm từ những đường chuyền của đồng đội cũng tăng lên. Điều này cho thấy đội hình của Nuggets đang rất nỗ hỗ trợ Jokic trong không ghi điểm bằng việc tạo khoảng trống cho anh. Đây là yếu tố then chốt giúp cho The Docker không bị quá tải, đồng thời sẽ trở thành tiền đề để đưa Nuggets đi sâu tại playoff năm nay. Jokic là sức mạnh không thể thiếu của Denver Nuggets, nhưng câu nói cũ một cánh én không thể làm nên mùa xuân luôn đúng với mọi cánh én lẻ loi. Nhưng giờ đây Jokic cùng Nuggets có thể nghĩ xa hơn về mục tiêu cao nhất. Lúc này họ đã chứng minh được sức mạnh của mình ở miền Tây. Jokic cũng không còn cô đơn. Phong độ MVP đang được Jokic duy trì rất tốt, và nếu giữ được phong độ này đến cuối, chắc sẽ không bất ngờ nếu mùa giải năm nay cầu thủ Serbi bước lên bục nhận giải. Dù rằng sẽ không ít fan của NBA khao khát một gương mặt mới như Luka hay Tatum, nhưng biết sao được khi Jokic cứ thi đấu hay như vậy. Nếu đạt danh hiệu MVP đầu tiên được xem là món quà cho lần đầu đạt đẳng cấp siêu sao, lần thứ hai là để chứng minh anh đủ sức duy trì phong độ MVP. Vậy còn nếu lần thứ ba Jokic lại tái lập thành tích này kèm với chức vô địch NBA thì liệu đã đủ cơ sở để đưa siêu sao của Nuggets ghi danh trở thành một trong những cầu thủ NBA vĩ đại nhất mọi thời chưa? Tôi đoán là NBA fan vẫn chưa sẵn sàng cho câu chuyện này. Nhưng trước những gì The Docker đang thể hiện, chúng ta hẳn cũng tò mò xem viễn cảnh ngày hôm ấy trông như thế nào. Sau khi xem hết clip thì các bạn sẽ truy cập vào wiscan.vn sửa bình luận viên Anh Quân để chơi những trò chơi siêu dễ và nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi nhé.